Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2020. Mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn ít về dòng đai châu Thái lá mít xếp các bạn nhé. Trước mặt các bạn đó chính là những chậu đai châu Thái lá mít xếp. Có tất cả là có 4 cặp lá và cũng tương đương với 4 màu luôn. Đỏ, trắng, đốm và sữa. 4 màu. Màu để lộn xộn rồi, tùm lum tùm lưa. Nhưng mà mình sẽ cố lựa cho các bạn màu cây nó khác nhau nhé. Lá khác nhau, màu cây sẽ khác nhau này. Cây này là màu trắng này. Đây, lá nó đỏ này, sẽ là cây màu đỏ này. Đây sẽ là màu đốm này. Đó. Màu thì mình không dám cam đoan là 100% là màu sẽ chuẩn chính xác. Nhưng mà mình sẽ cố lựa cho các bạn màu cây khác nhau nhé. Bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào cái lá cũng biết được cây nó sẽ khác nhau này. Thì là một chậu này là bên mình bán với giá là 150.000 một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 5 chậu thì mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mà mua dưới 5 chậu thì phí ship là rơi vào 40.000 một lần đi nhé. Và bây giờ mình sẽ lấy cái thước mình đo cho các bạn xem cái kích thước cây của chúng ta nó có gì đặc biệt. Bản lá rộng là 4cm nhé. Và khoảng cách giữa hai lá nó rơi vào khoảng độ là từ 25 cho đến 30cm các bạn nhé. Và cây 4 cặp lá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 4 cặp lá. Hàng này chưa có ngóng đó các bạn nhé. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Và bản lá khoảng cách giữa hai lá nó rơi vào khoảng độ từ 25 cho đến 30cm này. Em này rơi vào khoảng độ là 28cm. Bản lá rộng 4cm này. Tùy theo màu sắc nhé. Tùy theo màu sắc. Mình chia sẻ như thế nào thì mình sẽ giao hàng cho các bạn như vậy. Bản lá rộng là 4cm này. Khoảng cách là rơi khoảng 27cm này. Đó. Cây 4 cặp lá, cây không bị lỗi nhé. Ví dụ những cây nào mà bị lỗi là mình sẽ loại ra và mình sẽ để bán hàng thanh lý chứ mình không có giao hàng cho các bạn. Ví dụ như trường hợp này này, trong quá trình vận chuyển em ấy đã bị hư này này. Đó. Thì những cây như thế này mình sẽ không có giao hàng mà mình sẽ để sang một góc và mình sẽ bán hàng thanh lý chứ mình không có giao. Hàng Thái thì có nhiều màu sắc nên nhiều người yêu thích. Có nhiều người người ta có hàng dần rồi thì họ muốn thêm ít hàng Thái nữa. Cây rất là đẹp. Hàng này nếu mà ra bông thì chắc là năm sau ra bông các bạn nhé. Còn nếu mà sớm thì có thể là sau Tết. Bởi vì có những cây sẽ cho ra bông sau Tết chứ không phải là nghinh xuân là sẽ rơi vào đúng dịp Tết. Cây rất là đẹp. 4 màu. Mình đợt này mình cũng không có bán hồ điệp nhiều. Tại vì cái ngồng nó rất là dài rồi, ngồng dài vận chuyển hay bị gãy đó. Nó hay bị rủi ro, rất là dễ bị gãy. Và ngoài ra nữa là cái hàng hồ điệp ấy thì là cây Đài Loan giá nó rất là cao. Giá của nó bây giờ xuất ra độ 130-140 cơ. Đấy là hàng Đài đấy. Rất là khó cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Nhiều người không có hiểu về cái giá trị của hàng Đài như thế nào cả. Mình muốn là chia sẻ cho các bạn những cây nó giống tốt một chút xíu để về dễ trồng. Nhưng mà giá nó cao quá. Còn hàng Trung Quốc thì lại mấy chục ngàn một chậu thôi. Bán thì có thể là đi doanh số cao nhiều thôi đấy. Nhưng mà các bạn về trồng nó lại không có sống. Cây nó không có sống, trồng một lần chắc là vụt đi. Có thể thậm chí các bạn chưa trồng nó đã bị thối rồi. Nên vì vậy mình khuyên các bạn là nếu đã chơi lan thì chúng ta mắc thêm một chút xíu. Mình sưu tầm những dòng cây nó chất lượng, nó khỏe, chúng ta thuần trồng nó dễ hơn. Chứ đâu các bạn là ham hàng rẻ đó. Các bạn mua đi thì tính là rẻ nhưng mà khi cây nó chết thì chúng ta lại thấy nó lại mất cả công sức của chúng ta mà lại tính ra nó lại mắc hơn cả khi chúng ta bỏ một lần tiền ra mua cái cây chất lượng. Đây chính là cái lý do vì sao mà giai đoạn này mình không có bán hồ điệp mà mình chỉ bán đai châu là vậy. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc về cách trồng lan hoặc chăm sóc lan có thể liên hệ giúp mình. Bên mình nếu lúc rảnh thì mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. Lúc mà bận thì có thể mình sẽ trả lời lúc khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong quãng thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ kênh Sóc Cò TV của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.